Rồi hôm qua trời về khuya rồi, ông bà và anh chị có bị mệt không nhỉ? Hôm qua nghe mệt lắm không? Không mệt à? Vâng, hôm qua nghe không mệt. Vậy là cũng sức khỏe còn tốt. Hôm nay trời tiếp tục còn mưa. Cậu con nói rằng chắc có lẽ là cháu mang mưa từ New Orleans lên. Con nói là không phải đâu. Ở bên Seattle này thì quanh năm ngày tháng nó mưa. Nếu mà tính ra thì ở đâu mưa nhiều nhất, con nghĩ là chắc ở đây phải không ạ? Vâng, ở đây mưa nhiều nhất. Thế thì bây giờ con có mang thêm mưa cũng chẳng ăn thua gì cả. Hôm qua con nói chuyện với một một cha, thì con hỏi thăm cha già sao rồi. Bảo cha già bây giờ 87 tuổi rồi, yếu, hơi hơi yếu, nhưng mà cứ sợ chết thôi. Bảo chứ cha mà còn sợ chết thì huống chi cháu dân nhỉ? Thế thì là cái chuyện bình thường, cái chết nó là người ai cũng phải đối diện thôi. Nhưng mà cái vấn đề là chết như thế nào, đó là cái quan trọng, phải không ạ? Vì vậy mà chúng ta thấy trong những ngày vừa qua, khi mà con đề cập tới thí dụ như cái chết của Chúa Giêsu, đó là tình yêu nhập thể, rồi cái chết của Chúa Giêsu đi đến, đó là cái chết của Chúa Giêsu, rồi tình yêu phục vụ, đó là cái chết của cha mẹ hy sinh từng ngày vì yêu thương con cái. Rồi đi xa hơn nữa là tình yêu phục vụ của trong cộng đoàn, trong giáo xứ tất cả. Rồi cái bài hôm qua, bài thứ ba hôm qua đó là tình yêu dấn thân, nên là cho đi đấy. Thì nói tới các thánh tử đạo Việt Nam, người ta biết là người ta đi để truyền giáo là người ta chết. Nhưng mà bởi vì cái lòng yêu mến dành cho Thiên Chúa, lòng yêu mến dành cho cái sứ vụ truyền giáo đó mà họ dám bước đi. Đang đó là nói về thế kỷ thứ 16, 17 ở quê hương Việt Nam chúng ta. Nhưng ngày nay thì sao, còn không ạ? Thưa còn. Người đi truyền giáo nhiều ngày nay vẫn là các linh mục, các tu sĩ nam nữ của Việt Nam. Đi khắp nơi. Còn qua châu Phi là có các cha ở bên châu Phi, dòng Don Bosco. Rồi ở những cái nước khác, Nigeria thì có dòng Chúa Cứu Thế. Rồi những nước khác, nghĩa là nhiều lắm, ngôi lời đi khắp nơi, phải không ạ? Qua tới Úc cũng có thấy ngôi lời bên đó. Thành thử ra là chúng ta thấy cái sứ vụ truyền giáo đó, nó mang một cái tính cách là tiếp tục cuộc tạo dựng của Thiên Chúa mà mang tin mừng của Chúa đến cho nhân loại. Còn gợi ý lại những cái điểm đó để chúng ta thấy rằng là tất cả những gì chúng ta nghe nói về từ thời nguyên thủy cho đến giây phút này của chúng ta, nó không có nằm ngoài cái cuộc sáng tạo của Thiên Chúa. Đấy là đối với chúng ta thôi. Còn đối với những người ở ngoài đó, là người ta đi ra khỏi cuộc sáng tạo của Thiên Chúa. Vì vậy mà sự dữ xảy đến. Vì vậy mà bao nhiêu điều khó khăn nó xảy đến cho con người. Vì vậy mà cái sự chết chóc bởi con người gây cho nhau, chiến tranh tại Ukraine, chết chóc gây ra, hay là bây giờ Trung Quốc, Tập Cận Bình đang cho lính bắt dân, nhân danh cái con COVID để bắt dân để giết dân. Bởi vì dân chúng đang chống đối lại cái sự ghê ghê sợ của cái con COVID, mà người ta nhân danh con COVID đó để người ta diệt dân, để người ta làm chủ của dân. Nhưng mà cái con COVID người ta đâu sợ, người ta đâu nói là tao sợ gì đâu. Cái khẩu hiệu đưa cái tờ giấy trắng ra để cho biết rằng là tất cả phải là sáng tỏ trong vấn đề công bình, trong vấn đề sự thật. Kể cả bên Mỹ chúng ta cũng vậy, phải không ạ? Kể cả bên Mỹ chúng ta cũng vậy. Vâng, Trưởng Nghĩa có thể cho mình cái số 1, cho cái hình lên trước thôi. Đó là số 1, trái tình yêu nhập thể đi ha. 01 á, tình yêu nhập thể, cho lên thử xem như thế nào. Rồi thì khi mà dùng tới cái vấn đề chính trị nó đưa vào, thì thực sự là cái người khổ vẫn là dân. Tại vì dân thì không có thấy được tất cả những gì người ta làm, nhưng mà chỉ thấy nó nói gì là nghe vậy. Đức Giáo Hoàng hay là nói chung những người Công giáo, thì bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng ta đều phải nhìn thấy được rằng là Chúa đang muốn điều gì ở nơi chúng ta. Vì vậy mà những cái sự dữ nó xảy ra đó, cho ngày hôm nay đó, mà khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là cái nơi chúng ta gọi là cái nôi của Công giáo đó, là châu Âu á. Cái thời con đi truyền giáo biên tập khác thì con thấy rằng là
Nhà thờ nguy nga hùng vĩ mà rồi cuối cùng không người đi lễ. Những nhà thờ cổ đẹp lắm luôn. Tôi nghĩ là bên Mỹ giờ mà xây những cái nhà thờ đó thì không có tiền để mà xây đâu. Hiếm lắm. Xây được là phải tập trung vào mà tốn tiền lắm mới xây được. Nhưng mà ở bên châu Âu họ rất nhiều nhà thờ lớn mà bây giờ trở thành là những cái nơi người ta du lịch, người ta đi thăm viếng. Người ta vào thăm viếng, người ta vào, người ta mua vé, người ta vào. Rồi cha nào mà tới đó dâng lễ đó thì trả lương cho cha đó. Có vậy thôi. Còn anh em chúng con đi truyền giáo thì cứ thứ tư bắt đầu đi, chạy tới một nơi gần biên giới của Đức, dâng thánh lễ ở đó, có 5-7 người, 10 người cũng được. Rồi cứ từ từ đi từng điểm này, cứ mỗi một chiều là đi tới một nơi, là đi truyền giáo, đi dâng lễ, cầu nguyện, để dạy giáo lý, cũng như rửa tội hay làm các bí tích cho họ. Thì cái thành phố lớn của Tiệp Khắc thì ở đó thì công giáo nhiều. Từ miền Tây cho đến miền Đông thì một bên miền Tây là của bên, xin lỗi, bên miền Đông á, là của bên dòng Ngôi Lời, có hai cha bên đó. Còn phần còn lại anh em chúng con đi truyền giáo thì cứ đi lẻ tẻ như vậy, anh em chia nhau ra đi để mà đi giúp. Thế thì những nhà thờ nguy nga lớn như vậy rồi cuối cùng chẳng còn người. Thế thì kỳ vừa rồi con Covid vào nó làm bao nhiêu những người già chết hết, chết nhiều lắm. Thế giờ người già, thời của các cụ còn trẻ không đẻ, giờ các già chết hết, giờ ai? Không có. Chạy đi đâu thì chạy, cũng trở về, đó là cái tình yêu. Phải không ạ? Bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. Cho nên tất cả mọi cái chúng ta phải quy về tình yêu. Để trong hai ngày vừa qua, chúng ta thấy tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa. Là một vị Thiên Chúa giấu thiên tính, rồi giấu luôn nhân tính để mà trở thành tấm bánh. Mà các thánh suy niệm trong cái mầu nhiệm mà chúng ta thấy là mầu nhiệm Giáng sinh đó, là Chúa xuống thế làm người đó, thì từ thời của thánh Bernardo, nhưng mà thánh Alphonso có viết lại cuốn Tình Yêu Nhập Thể đó. Cái này là một bài suy niệm cần phải cứu dân. Thì tất cả triều thần trên trời, thần thánh, tất cả các tổng lãnh thiên thần, tất cả mọi người đều im để lắng nghe xem là ai sẽ là người xuống trần đây. Và rồi Chúa Con xuất hiện nói rằng: này con đây, hãy sai con. Đây chúng ta thấy ở trong Isaiah này, con đến để thực thi ý Chúa là vậy. Và rồi sự đồng thuận của Ngôi Lời thì Chúa Cha mới gửi sứ thần Gabriel đến. Ở đâu? Đến đâu? Nazareth. Gặp ai? Gặp mẹ Maria. Phải không ạ? Gặp mẹ Maria. Rồi sứ thần vào chào, hỡi đấng đầy ân sủng. Thế thì trong cái giây phút mà giữa sứ thần và mẹ Maria đối thoại, giữa thiên tính và nhân tính gặp gỡ nhau, giữa trời và đất đang đi gần lại với nhau, thì cả triều thần đều lắng động, im hết để lắng nghe đối thoại giữa Thiên Chúa và con người, lời mời gọi của Thiên Chúa và lời đáp trả của con người. Còn sự giữ ma quỷ, Satan, Lucifer, tất cả dân tụ họ thì cảm thấy rằng từ xưa đến giờ dân chúng thuộc về chúng ta, mà bây giờ sứ thần lại xuống lại loan tin như vậy thì đây là một cuộc chiến rất là gây cấn giữa sự giữ và sự tốt lành thánh thiện của Thiên Chúa, giữa ánh sáng và bóng tối. Nhưng cái điều mà làm cho xảy ra lại là một con người đơn sơ, nhỏ bé, chân thành và rất là tốt lành đó. Thì dưới hỏa ngục thì cả địa ngục như vậy cũng đều im để coi xem là bà Maria này sẽ nói gì. Ở trên trời thì tất cả triều thần cũng đều lắng đọng coi xem sự đối thoại này sẽ ra sao. Để rồi khi đối thoại, tất cả đều lắng nghe khi sứ thần chào. Rồi mẹ Maria cũng cảm thấy ngỡ ngàng.
Và sự đối thoại đó tất cả giống như là thời gian nó ngừng, không gian kể như là đóng băng tất cả, và chỉ còn lại sự đối thoại giữa sứ thần Gabriel và mẹ Maria. Để rồi khi mẹ Maria có những gọi là sự ngỡ ngàng đó, thì mẹ Maria mới nói xin vâng. Một lời xin vâng thật là tuyệt vời. Tuyệt vời đến mức độ cả triều thần bùng lên, các sứ thần và tất cả triều thần đều ca ngợi, bởi vì ơn cứu độ bắt đầu. Và cửa dưới hỏa ngục thì quỷ ở dưới địa ngục thì châu chú la hét. Bởi vì sao? Bởi vì ơn cứu độ đến thì chúng ta sẽ bị mất tất cả những con mồi, sẽ bị mất. Vì vậy mà chỉ một lời xin vâng mà ơn cứu độ đã đến với con người. Vì vậy hôm qua con nhắc tới lời của Thánh Anselmo đó, Anselm á. Ngài nói rằng nếu không có ngôi lời là con của Thiên Chúa thì chẳng có sự sống. Nếu không có Đức Giêsu là con của mẹ Maria thì sinh ra đó, thì không có ơn cứu độ. Lạ lùng. To redeem là được cứu chữa, là được làm sống lại, là được biến đổi, là được ơn cứu độ đó. Vì vậy mà lời xin vâng của mẹ, bao nhiêu sách viết ra, bao nhiêu tư tưởng suy tư cũng không diễn tả được cái chiều sâu thần học của lời xin vâng đó. Mà chúng ta chỉ thấy được nơi của mẹ Maria là con người, mẹ Maria xin vâng từ lúc khi xin vâng đó, rồi đi thăm bà Elizabeth, rồi phải đi về lại Bethlehem để ghi danh sổ bộ, rồi khi mà sanh con lại sanh con trong hang đá mắng cỏ hôi, rồi sanh con xong phải trốn qua bên Ai Cập, rồi trốn xong lúc mà trở về rồi thì Chúa Giêsu lớn lên từ từ, và rồi cuối cùng cũng phải chết trên thập giá. Một lời xin vâng mở đầu cho một ơn cứu độ mà mẹ hoàn toàn không biết những gì kế tiếp, và chỉ biết rằng đây là con Thiên Chúa. Vì vậy mà Thánh Marie de Montfort trong cuốn sách nói về mẹ Maria thì Ngài nói, Ngài ca ngợi tuyệt vời lắm. Ngài liên kết mẹ Maria với Đức Chúa Cha, với Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Vì vậy mà con được đọc cái sách đó và con cũng viết được một bài hát: Kính mừng Maria, con Đức Chúa Cha. Kính mừng Maria, mẹ Đức Chúa Con. Kính mừng Maria, bạn Chúa Thánh Linh. Lạ lùng. Một con người mà lại liên kết được với Thiên Chúa. Một thù tạo mà lại được liên kết với Đấng Tạo Hóa. Vì vậy, các thánh nói rằng chính mẹ Maria là con đường ngắn nhất để cho chúng ta đến với Chúa Giêsu. Ủa, thấy hình lên rồi mà chữ nghĩa. Cứ cho lên nha, cái số 1 nha. Rồi, thì khi mà như vậy rồi, thì bao nhiêu sách vở viết đến, bao nhiêu bài hát ca ngợi cũng không diễn tả được. Cứ bà biết, chị em biết tại sao không ạ? Bài hát diễn tả cũng chỉ là diễn tả, nhưng mà đời sống của mỗi người chúng ta mới là quan trọng. Bởi vì khi Thiên Chúa tạo dựng là giống như là Thiên Chúa chỉ tạo dựng có mỗi một mình ta cho Chúa thôi. Các thánh nói như vậy đó. Chỉ có một mình ta là cho Chúa mà thôi. Và rồi khi một mình ta cho Chúa đó, thì đó lý do tại sao ngày nay chúng ta gần 8 tỷ người mà chẳng ai giống ai. Rõ ràng là một gia đình đúc chung một khuôn mà chẳng ai giống ai. Nhà con có, mẹ con có cái xưởng, sinh ra 12 người con, chẳng ai giống ai, mỗi con lùn nhất. Đấy, thế thì gia đình mà có một hai con thì làm sao mà thấy giống được nữa, phải không ạ? Ấy vậy mà 8 tỷ người chẳng ai giống ai. Thế khi ngồi suy niệm nói chuyện như nhau, suy tư thì nói rằng ồ,
Chúa tạo dựng hay nhỉ, khi mà Chúa tạo dựng con người đấy, bắt đầu Chúa tạo dựng ra giống như là Chúa lấy đất, nắn, Chúa trò lò cho nướng, Chúa sợ, thôi lấy ra lẹ thôi nó cháy, lấy ra ngay thằng bị trắng, chưa chín, cho nó qua bên châu Âu, châu Mỹ, toàn trắng không à? Thế Chúa nói vậy không được, làm lại khác. Thế Chúa làm, Chúa đúc, Chúa cho vào trong lò nướng hồi cái, thôi ăn chắc nha, để lâu chút xíu nữa, cái lỡ quên, lấy ra, ngành bị đèn. Thả hết qua Phi Châu. Chứ nói vậy không được. Tạo dựng vậy thì phải nói chuyện với dân, con cái yêu thương cũng phải dành thời gian để ý chứ. Nắn người thứ ba cho vào, nắn ra, ngồi canh từng giờ, từng tí một, lấy ra, người A Đông đẹp vô cùng. Nó không có trắng quá mà nó không có đen quá. Thế người A Đông chúng ta là người đẹp nhất. Mà hồi đó không có nói tới là cao hay thấp, không biết. Đấy, nhưng mà cái sự xuất hiện như vậy, đó là cái sự, chúng ta nói chuyện vui, nhưng mà chúng ta thấy rằng là khi mà Thiên Chúa tạo dựng đấy, là tất cả tình yêu của Thiên Chúa là cho tất cả. Và giống như là trên cái thế giới, trên cái vũ trụ bao la này này, là chỉ có một mình ta với Chúa mà thôi. Các thánh suy niệm được như vậy, nên các thánh yêu thật, nên các thánh tin thật, và các thánh sống thật. Còn ngày nay, thưa quý bà và anh chị em, cái thế giới chúng ta đang sống giả nhiều lắm. Các cô thì nói rằng là khi Chúa tạo dựng vũ trụ đấy, Chúa tạo dựng Adam, Chúa thấy xấu quá, Chúa làm lại người khác, người ta e và cho nó đẹp. Nên con nói chứ, hên. Chúa lấy cái sườn của Adam, chứ hồi đấy Chúa lấy cái da đầu của Adam, chắc các bà đạp các ông chết. Đúng không? Hay là Chúa lấy ngay cái da ở dưới gót chân của Adam ấy, thế thì các bà chắc bị chà đạp chết luôn. Nhưng mà Chúa lấy lại ngay cái xương sườn, ngay cái gần trái tim. Để rồi mà Thánh Francis, Ngài viết trong một cái bài giảng rất là dí dỏm, Ngài nói rằng là có một cái chuyến xe, thì có một anh thanh niên thì cứ ngỡ ngàng nhìn cái cô này, và cô này cũng cảm thấy e thẹn, ngại ngại, và quay ra nói, tại sao anh cứ nhìn tôi? Ca này mới nói rằng là, em có biết rằng là Chúa lấy em từ trong cái xương sườn của anh để làm ra anh không? Làm ra em không? Công nói, thì cái đó thì Chúa nói thì có, Kinh Thánh nói có, tôi tin cái đó. Nhưng mà anh còn nhớ nhé, Chúa tạo dựng anh là từ đất, anh chỉ được cúi xuống thôi, không được ngẩng lên, cắm đất. Từ đất bụi mà. Thế thì cái câu chuyện dí dỏm đó để cho chúng ta thấy rằng là cái sự bình đẳng của con người khi Thiên Chúa tạo dựng đó là Chúa ban cho mỗi người có một cái trách nhiệm. Không ai giống ai. Phải không ạ? Có cái thời gian trước chúng con đi học và làm viết bài, cần chọn ngay cái đề tài là tại sao phụ nữ không làm linh mục được. Tại vì Chúa ban cho phụ nữ là để sanh con đẻ cái với một cái trái tim yêu thương, một trái tim của Thiên Chúa để tiếp tục cuộc tạo dựng bắt đầu từ trong gia đình của mình. Tạo dựng đẹp nhất cho Thiên Chúa, tạo dựng một cái vũ trụ bao la của Thiên Chúa đó, trong đó có vũ trụ của gia đình mình. Và người phụ nữ làm được cái chuyện đó, đó là tiếp tục sinh con đẻ cái để mà nuôi nấng dạy dỗ, để tình yêu lớn lên, để đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Người vợ mới là cái sự cuộc sáng tạo, nhưng người chồng lại là một cái sự cộng tác ở trong đó để cùng mang sự sống. Cho nên người đàn ông không thể mang bầu, và người đàn bà không thể lấy cái chức vụ của người đàn ông. Ê, nhưng mà bởi vì là mình có nói sao nói, người ta dùng khoa học, người ta nói bây giờ, có một lần tụi con đọc một tờ báo, cái ông thầy ông viết lại, ông đưa cho ông cha già, ông nói chứ, cha coi này, ngày nay người đàn ông có bầu này, sắp sửa thanh rồi nè. Mở bài báo nó đề April Fool, ngày 1 tháng 4 ấy, là cái ngày nói xạo đấy. Ê, nhưng mà chúng ta nhiều khi là trong những cái vui đó đó, nhiều khi chúng ta lại trở thành một cái thói quen giả dối. Bây giờ chỉ bỏ 30 giây nhé, 30 giây thôi. Chúng ta nghĩ coi, trong cái tuần vừa qua đó, đã bao nhiêu lần chúng ta giả dối? Đếm được không?
hay là ngày hôm qua thôi đó, đã bao nhiêu lần chúng ta giả dối. Có thể chúng ta nói dối, chúng ta có thể nghĩ sâu, chúng ta có thể sống không có thật. Có đếm được không? Không. Bởi vì nó trở thành cái thói quen, nó theo cái xã hội. Và nó làm cho cái xã hội đó là ai cũng giống ai. Khi mà tôi thổi sáo, tại sao các ông không nhảy múa? Khi mà chúng tôi hát bài đám táng, tại sao các ông không buồn sầu? Thì chúng nó là khi mà ra ăn tới thì chúng nó là điên, khùng khùng, ăn châu chấu ở trong rừng. Còn Chúa tới thì Chúa ăn, Chúa uống, Chúa cứu đôn nhân độ thế, nói dân nhậu, ham nhậu. Nghĩa là ngoài đời cái gì nó cũng nói được hết. Mà nếu chúng ta sống theo cái dư luận, chúng ta mới là người điên. Bởi vì cái dư luận ngày nay ở ngoài thế giới đó, nó thuộc về sự giữ. Đó là thuộc về bóng tối. Nó chỉ tìm những cái sự phá đi cái tình yêu của Thiên Chúa, phá đi cái luân lý tự nhiên của con người, phá đi tất cả những gì là tốt lành mà khởi đầu Thiên Chúa đã tạo dựng. Chính vì lý do đó mà khi con người đón nhận Thiên Chúa đó, trong thời điểm của chúng ta đây này, là đón nhận chỉ bằng cái đầu mà thôi. Cho nên con người sẽ không có gặp được sự lạ và không hiểu được cái dấu chỉ của sự lạ hay là phép lạ đó xảy đến với con người chúng ta. Ngày nay chúng ta thấy có những người không công giáo người ta tin, mà người ta tin lắm, bởi vì người ta tin thật. Còn người công giáo mình quen quá rồi, không muốn tin nữa. Nói vậy thôi chứ không tin. Còn có người bạn nói rằng là đến giờ lớn tuổi rồi mà vẫn chưa sinh được con. Thì con nói thôi bây giờ tin đi. Bảo thì vẫn tin đó mà xin hoài không được. Bảo tin như thế nào? Không biết. Chỉ nói là tin thôi. Cháu của con nó bị bệnh, rồi khi qua tới Mỹ vẫn không có con. Nó bị bệnh rồi nó vô thuốc thế nào đó rồi không thể có con. Rồi hai vợ chồng qua tới đây nghe nói ở dưới Louisiana có bà sơ nào đó cầu nguyện đó. Rồi hai vợ chồng nó cầu nguyện tới xin, hẹn cả 6 tháng. Rồi xuống gặp bà ấy, bà nhìn cái bà nói: năm sau tụi con có một đứa con, đó là con trai. Và tụi con chỉ có 2 đứa mà thôi, một trai một gái. Thôi chúng con đi về đi. Thế nó cảm ơn nó đi về. 3 tháng sau đi khám, vợ nó mang thai và sinh một người con trai rất là dễ thương. Nó mũm mĩm, nó dễ thương lắm, như cục bột vậy. Rồi đúng một năm sau khác, thêm một đứa con gái. Hết. Khi mà chúng ta tin thì cái dấu chỉ, cái sự lạ nó vẫn có. Tại vì sao vậy? Chúa vẫn nói với chúng ta mà, niềm tin của con cứu chữa con. Chúng ta kể giống như phim thần thoại phải không ạ? Chú biến cái bùm cái thằng này, biến bùm cái khỏi cái kia. Ông ngoài nó dạy thì nó dạy là giống như là nó cái chuyện thôi, chứ không có thật. Nhưng mà Thánh Phaolô nói đấy, nếu mà Đức Kitô không sống lại đó thì chúng ta là những người điên. Là những người điên. Vì vậy đối với tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời của chúng ta là sự giữ, nó làm việc nhiều gấp bội hơn là những gì chúng ta tin vào Thiên Chúa. Một tuần chúng ta dành 1 giờ cho Thiên Chúa, một tuần chúng ta có bao nhiêu giờ? Ai là giỏi toán? 168 giờ. Thế thì quá nhiều giờ mà mình dành cho tất cả mọi thứ, đầu óc đầy đặc hết, cái bộ đầu con nói đó, dày đặc hết là cho những gì không thuộc về Thiên Chúa. Nếu mà cuộc thử viên Thiên Chúa thì cái tâm tình của chúng ta nó vẫn bị vướng, nó bị attack bởi, nó dính vào bởi những cái thứ ở ngoài đời. Mà thứ ngoài đời này đó, Chúa nói thẳng, hay là gần gũi hơn là Thánh Gioan Phaolô đệ nhị nói, đó là cái văn hóa của sự chết. Nó chỉ tìm đến cái sự chết, tìm đến cái sự phá hủy để nó làm hại con người. Rồi
Trong những cái hoàn cảnh như vậy thì chúng ta thấy rõ rằng là chúng ta đang đối diện với những cái sự nguy hiểm. Mà rõ ràng ơn cứu độ đã đến với chúng ta rồi. Và cái sự nguy hiểm nó đang tràn ngập ở trong thế giới chúng ta. Chúng ta nói, ô thế giới thì không đính đến với tôi hết. Thưa không. Nó đụng ngay vào trong gia đình như hôm qua con nói. Nó không thể phá ông bà anh chị em, bắt ông bà anh chị em ở nhà đừng có đi nhà thờ. Nó không phá được như vậy. Nhưng mà nó phá con em chúng ta có thể bỏ nhà thờ vì con em phải đi tìm con em, phải đau khổ, phải lo lắng đủ thứ hết. Nó đánh phá. Và sau này con nghĩ rằng nó còn đánh phá tinh vi hơn nữa. Nhưng mà cái sự giữ đó, ngay từ đầu nó có và nó sẽ không bao giờ bỏ qua cho con yêu của Thiên Chúa đâu. Mà chúng ta đây là những con yêu của Thiên Chúa. Nó đánh, nó phá, nó cấm. Và rồi nó đi vào trong con người. Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 nói, mười mấy năm trước rồi, thì Ngài nói rằng, hồi Ngài còn là Giáo Hoàng á, Ngài nói rằng, chủ nghĩa Satan nó đang đánh phá chúng ta một cách rõ nét mà chúng ta vẫn chưa thấy. Wow! Nó đánh chúng ta qua báo chí. Nó đánh chúng ta qua phim ảnh. Nó đánh chúng ta qua technology. Và bây giờ nó đánh chúng ta bằng chính cái smartphone. Hồi đó thì Ngài chỉ nói rằng nó sẽ theo chúng ta vào trong phòng. Đó là cái tivi phim ảnh. Và nó sẽ đến với chúng ta tận cái giường chúng ta. Nó có thể là sách báo. Nhưng mà rồi nó còn nằm ở bên chúng ta nữa. Đó là cái phone. Và chúng ta dính vào nó hơn là chúng ta dính vào Chúa. Đừng bao giờ coi thường nó. Nó là smartphone. Hồi nãy con giảng cho giới trẻ. Nó là smartphone. Bao lâu nó làm cho các bạn học giỏi. Bao lâu nó làm cho các bạn yêu mến cha mẹ nhiều hơn. Nó làm cho các bạn trở thành một thiếu nhi thánh thể, tốt lành, gương mẫu. Và nó làm cho các bạn yêu mến Chúa. Các bạn có quyền nói, tôi có cái smartphone, tôi có cái điện thoại thông minh. Còn không, ngược lại, nó làm cho các bạn điểm đi xuống. Nó làm cho các bạn, con em của chúng ta, bố mẹ nói gì chẳng vâng lời, đóng cửa vào nói con đang học, bố mẹ chẳng biết gì trong đó. Nó làm cho con em của chúng ta lười biếng, không làm những công việc tốt, làm cho con em chúng ta không đi nhà thờ, không yêu mến Thiên Chúa nữa. Bởi vì còn đầu óc đâu mà yêu mến. Và cái nguy hiểm nhất, nó làm cho con em của chúng ta mất đi cái kiến thức, mất đi cái trí nhớ. Và sau này rất nhiều người từ lớn tới bé đang bị mất trí nhớ. Mà chúng ta không nhìn nhận cái đó là cái sự thật. Không nhìn nhận đó là sự dữ. Và nói là ô, ở trên đời ai cũng giống vậy. Khi mà chúng tôi thổi sáo, tại sao không nhảy múa? Thì chúng ta cứ nhảy múa theo ngoài xã hội. Chúa thì nói khác. Không. Cái thế giới gian tà, nó đánh mất đi cái tình yêu của con người dành cho Thiên Chúa. Ba con quỷ xuất hiện gặp Satan. Satan nói, bây giờ chúng mày đi, nói cho tao nghe, đi cám dỗ dân bây giờ làm sao? Con quỷ thứ nhất nói gì? Nói rằng là đừng, không có Chúa là bắt đầu nó sống thế nào cũng được hết. Thằng thứ hai nói, không, mày nói không có Chúa còn lâu nó mới tin. Ở đây ai nhìn vũ trụ cũng đều biết có Chúa cả. Thằng thứ nhất nói, thôi vậy thua rồi. Thằng thứ hai nói, đây tao có cái khác. Mày cứ nói đi, có Chúa. Nhưng mà cứ từ từ sống, đừng có lo lắng gì hết á. Mày nhớ tên trộm không? Trước khi chết nói, Chúa ơi nhớ tới tôi. Là Chúa cho lên thế hàng. Trên đời này cứ sống thoải mái đi. Có Chúa đó, cứ sống thoải mái đi. Nhưng mà trước khi chết nói với Chúa một câu được rồi. Cái nó ừ nhỉ, hay. Thằng này khôn. Cái thằng thứ ba nó lên nó nói, nó khôn nhưng mà cũng chưa chắc. Bây giờ dân chúng nó biết sợ. Thôi bây giờ chúng ta chế ra những cái gì cho nó quá bận rộn đi. Để cho nó không còn thời gian nghĩ tới Chúa nữa. Nó chế ra cái smartphone. Nó chế ra smartphone và nó đua nhau nó chế. Đua nhau nó chế. Nó chế làm sao đó, mai mốt là 8 tỷ người. Thì các loại điện thoại thông minh là mỗi người phải có từ 3 đến 4 cái. Đủ mọi hãng nó ra hết. Đua nhau nó chế.
Thế rồi nó chế xong nó nói bây giờ làm sao? Nó nói thì bây giờ cứ bán rẻ rẻ cho dân nó xài. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cho nhiều thứ về không đó. Cho nhiều vào. Rồi chúng ta làm sao đó nó càng bận rộn với cái điện thoại thì nó sẽ không còn giờ nó cầu nguyện này. Nó không còn giờ nhớ tới Chúa này. Nó không còn giờ để yêu thương này. Nó không còn giờ còn học. Mai mốt cái đầu của nó chẳng có gì cầm cái phone nào. Đó lý do tại sao con em của chúng ta có những đứa con nó bị tự kỷ. Nó chơi riết cái đến 16, 17 tuổi bắt nó ra làm. Nó cứ đờ đờ. Bảo con sao á? Không biết. Làm đi, tôi sợ lắm. Con em của chúng ta hãy cẩn thận. Mà Đức Giáo Hoàng đã nói 16, 17 năm trước về cái sự kiện đó rồi. Là chúng ta hãy cẩn thận. Bởi vì chủ nghĩa Satan nó sẽ không bỏ rơi chúng ta từng giây phút đâu. Vì vậy mà cha giáo học của con nói rằng là nếu từng giây phút con không chọn Chúa thì ma quỷ nó đã chọn con rồi. Đã chọn, chứ không phải là sẽ chọn. Bởi vì từng giây phút mình không chọn Chúa, mình bỏ Chúa thì ma quỷ nó ập vào, nó đẩy mình đi liền. Đó là lý do tại sao chúng ta mắc tội nhiều không ạ? Kể cả có những cái tội sưng đi, sưng lại, sưng tới, sưng lui, mà nó có bấy nhiêu thôi. Thì tháng năm phong xô mới nói như vậy. Nếu mà mỗi năm các bạn chỉ cần bỏ đi một tật xấu, một năm tập trung một tội thôi. Tôi nói thí dụ cái tội đi nói xấu người khác ha. Tập trung vào một năm đó, từng ngày xin bỏ một tội thôi. Nếu mà một năm bỏ được cái tội đó, đó là cái tội lớn nhất, khó nhất ấy, thì năm sau bỏ thêm cái tội khác, cờ bạc hoặc là rượu chè hay là những cái tội xấu đó, bỏ đi một cái. Thế thì mỗi một năm bỏ đi một tội, xin lỗi trong đây có ai vào trong tòa giải tội mà xưng 60 tội, 70 tội không? Tại 7 tuổi bắt đầu có phạm tội rồi, bây giờ 77 tuổi thì phải xưng 70 tội chứ, mỗi một năm một tội mà. Không có. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ cần mỗi một năm tập trung chừa đi một tội, thế thì trong vòng 20 năm hay 10 năm thôi, chúng ta thấy chúng ta thực sự là con cái Chúa. Lúc đó là ma quỷ nó không làm gì được chúng ta hết á. Tại vì từng ngày chúng ta đã chọn Chúa để chừa đi một tội, thì sau 10 năm chúng ta bỏ đi 10 cái tội mà chúng ta thường xuyên đó, thì chúng ta tốt lành lắm rồi. Tốt lành lắm rồi. Có làm được không? Tại sao vậy? Tại không muốn. Mất vui. Phạm tội vui hơn. Thánh Biển Đức khi lên trên núi ở thì ma quỷ tiếp tục cám dỗ Ngài. Nó đưa đến cho Ngài những cái tư tưởng về dâm ô, hình ảnh. Mỗi khi nghĩ tới như vậy, cái tự nhiên là Ngài chạy ra. Mùa đông thì chạy vào tuyết, lăn lăn vào tuyết. Còn nếu mà mùa hè mà hoa đẹp á, nhảy vào cái bụi bông hồng á, để cho gai nó đâm. Đó lý do tại sao chỗ casino của Ngài không phải casino ngoài Las Vegas đâu. Cái thành phố casino ở trên núi của Ngài đó, nó có vườn hồng không có gai. Vườn hồng không có gai. Hay là thánh John Vianney. Đấy, tới một cái cộng đoàn, một cái giáo xứ bầy nhầy hết, đủ thứ tội lỗi hết. Ngài kiên nhẫn, Ngài cầu nguyện, Ngài làm đúng mọi trò hết. Bắt đầu là các linh hồn trở lại với Thiên Chúa. Thì ma quỷ nó đến, nó đánh phá dân thuộc về nó rồi. Bây giờ Ngài kéo dân ra khỏi chúng nó mà đưa về với Thiên Chúa thì nó đánh phá Ngài. Nó dựng giường của Ngài lên. Nó đập xuống đất. Nó đốt giường của Ngài. Nó quăng Ngài vào tường. Và nếu chúng ta có dịp qua thăm ở bên đó thì chúng ta sẽ thấy cái bàn tay vẫn dính vào tường còn đó. Cái lửa bốc khói nó vẫn còn đốt ở giường hay là cái tường nó còn. Sự giữ của bóng tối nó sẽ xử chúng ta theo cái khả năng mà chúng ta có thể chịu được. Nó không có quyền giết chúng ta, nhưng mà nó có quyền hại chúng ta. Nó có quyền làm cho chúng ta sợ, nhưng nó không thể giết chúng ta.
Đây là câu chuyện của ông Chốt. Nó nói rằng là Chúa có biết không, cái ông Chốt này này này, ông chỉ giả tạo vậy thôi, chứ ông có thực sự ra mà Chúa mà buông ra một cái là ông nguyền rủa Chúa đó. Chúa nói rằng là không, tôi tới, ta biết mà. Mà cái ngôn từ ngày nay là các chú thường nói đấy, gà ta nuôi ta biết mà. Nghĩa là hiểu rõ lắm. Chúa nói rằng không, tôi tới ta không làm vậy đâu. Thì nó nói rằng ừ, cho nó thử đi, cho nó cám dỗ đi. Thì cái tên đó tôi nghĩ là accuser, là cái người mà đi xúi, đi bẫy, đi làm chuyện xấu đó. Thì nó tới, nó làm cho ông bị củi. Nó làm cho con ông bị chết. Nó sập tường, sập đồ, đủ thứ hết. Nó làm cho chiên bò chết toán loạn hết. Thế nhưng mà cả vợ của ông nói, ông thấy không? Chúa đang nguyền rủa ông ấy, ông nguyền rủa chuyên chúa của ông đi. Ông đang giàu có, ông đang có tất cả. Mà bây giờ tự nhiên không còn gì cả, còn bị khẻ cùi nữa. Rồi các bạn cũng tới suối, tại sao không chửi rủa Chúa? Ông tin vào Chúa và ông tin là Chúa cho tất cả, mà tại sao giờ chuyện ra như vậy? Thì ông nói, tôi sinh ra trần chủ. Chúa ban cho, Chúa có quyền lấy đi. Tôi tạ ơn Chúa. Thế thì chẳng có người vợ hay là bạn bè hay là tất cả những sự giữ chung quanh có thể đẩy ông ra khỏi cái niềm tin. Ông buồn không? Ông có buồn chứ, tự nhiên mất tất cả. Nhưng mà rồi qua cái thử thách đó, thì ông lại được Thiên Chúa, sau khi tất cả mọi sự gọi là hoàn tất đấy, thử thách qua rồi đấy, thì mọi sự Chúa ban cho được 5 người con gái đẹp tuyệt vời và 2 người con trai rất đẹp. Và Chúa ban cho gấp bội so với những gì mà ông đã bị mất. Và da của ông trở lại đẹp hơn trước nhiều như da em bé. Trong Kinh Thánh diễn tả thật là tuyệt vời. Thì con thấy rằng là con người khi mà đối diện với sự dữ đó, mà chúng ta vượt qua được những cái thử thách đó, thì tâm hồn của chúng ta giống như trang như vậy. Chúng ta đẹp từ cái da cho đến khuôn mặt, từ tất cả những gì chúng ta đang có xung quanh, nó trở thành là vô biên, nhiều gấp bội, bởi vì được chính Thiên Chúa chúc lành. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, để con ngưng một chút xíu này rồi chúng ta sẽ vô vấn đề giải đáp thắc mắc của chúng ta chia sẻ thêm. Để cho tình yêu, đáp trả tình yêu, có 3 cái điều chúng ta cần biết. Thứ nhất, đó là yêu thật. Bây giờ chưa nói tới yêu Chúa. Vợ chồng yêu nhau đi, yêu thật. Tập đi. Nếu tập yêu thật được thì chúng ta sẽ yêu Chúa được. Còn nếu mà chúng ta không yêu thật thì khó yêu Chúa lắm. Lại cũng giống như Pharisee vậy thôi, lên chỉ có khoe khoang thôi chứ không có thật. Thứ hai, sống thật. Hãy sống thật với con người của mình. Có sao tạ ơn Chúa như vậy? Bởi vì chúng ta sinh ra từ bàn tay trắng, Chúa ban cho đó là món quà của Chúa, chứ không phải là của cải mà chúng ta tích trữ từ khi tạo dựng vũ trụ. Bây giờ Chúa phải trả cho chúng ta. Không có. Nhưng mà nếu chúng ta nhận ra được cái sống thật đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng là như Thánh Agustino đó, nếu có được chức vị gì, chức vị làm cha, chức vị làm mẹ, thì tôi cũng chỉ làm một cái lời đáp trả lại tình yêu của Thiên Chúa. Cái đó mới là sống thật. Yêu thật để mà nhận biết Thiên Chúa là thật. Sống thật để biết con người mình thật, thì mình mới biết được điều chúng ta cần phải sửa đổi. Và cái thứ ba, còn cũng trở lại cái trái tim của tình yêu thôi. Đó là nếu mà chúng ta không thực sự có những hy sinh hàng ngày để làm cho cuộc sống của chúng ta yêu thật, sống thật và là có Chúa thật, thì đời này chúng ta cũng không có Chúa, và cả đời sau khó mà có Chúa. Vì vậy mà con đọc sách Thánh Phong con thích lắm. Ngài nói là chúng ta phải sống như là chỉ ngày hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc đời của mình. Cho nên trên cái bàn của Ngài luôn luôn có một cái đầu sọ. Không phải là thờ cái đầu sọ đó, nhưng mà biết rằng là khi tôi chết thì tôi, cái đầu của tôi nó cũng vậy thôi. Cho nên hãy đối diện,
sự thật. Và hãy nghĩ rằng trên đầu của tôi đây này có một cây gươm để thẵn và buộc bằng sợi chỉ, nó đứt bất cứ lúc nào, tôi chết bất cứ lúc nào, thì lúc đó từng giây phút chúng ta sẽ sống thật. Còn ngày nay đó, chúng ta sống giả, giả lắm. Bởi vì cái tiền chúng ta đang dùng nó cũng là cái tờ giấy. Chắc chắn sống 2 triệu vẫn thích đúng không ạ? 2 tỷ chứ quên, kiểu rồi đấy, vẫn thích. Nhưng mà khi chúng ta nhắm mắt lìa đời, chúng ta có mang theo được không? Chúng ta không mang được thì chúng ta nghĩ là chúng ta để lại cho con cái đúng không? Nhưng mà có vô tình là chúng ta để cho con cái, để con cái được lên thiên đàng, hay là nó dùng đồng tiền đó, nó trở thành xì ke ma túy, rồi nó phung phí, rồi cuối cùng không còn gì. Một người mẹ Việt Nam đại gia giàu lắm, cho con tất cả, cho tất cả, và nói với con rằng tất cả những gì của mẹ đây là của con. Con cố gắng sống tốt để hưởng tất cả những gì mà của cả mẹ có đây. Nhưng mà rồi khi người con bắt đầu có bạn bè, nó gài, nó cho thuốc, xì ke, ma túy, rồi cờ bạc, xài thì không bao giờ hết tiền, nhưng mà cá độ một cái thì vài tỷ thì như chơi. Thế thì mỗi một ngày đều chơi như vậy thì một vài năm là hết, không còn gì cả. Đến khi khám phá ra, mẹ khám phá ra thì con đã nghiện xì ke, ma túy, rồi cờ bạc quá, không còn đồng nào, và tất cả những gì sổ đỏ mà anh ta giữ thì không còn một cái nhà nào hết. Và người mẹ cũng chỉ biết rằng đấm ngực và đi mướn nhà trọ để mà ở. Và người con xì ke không có tiền để mà cứu chữa. Cái đồng tiền nó rất tốt, bao lâu chúng ta làm chủ được nó. Khi chúng ta yêu thật, chúng ta sống thật, thì chúng ta sẽ dùng đồ thật, đừng có dùng đồ giả. Con nói thật ở đây ấy, nghĩa là cái sự hy sinh của mình. Chỉ có cái sự hy sinh đó thì cái tình yêu đó mới thật. Còn ngoài hy sinh ra, nó không có thật đâu. Chúng ta nói sao nói, cùng lắm là bằng cái đầu hay cái mây miệng của ta thôi, chứ nó chưa vào trái tim của chúng ta. Vì vậy, yêu thật, sống thật và là xài đồ thật đó. Ta là đường, là sự thật và là sự sống. Đó là lời của Chúa. Vì vậy, con mời cùng bà chị em đứng lên nghe đoạn kinh thánh này để chúng ta kết thúc. Chết trong tin mừng của Gioan. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong thầy và thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái, và không có thầy anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong thầy thì sẽ bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo, người ta nhặt lấy quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong thầy và lời thầy ở lại trong anh em thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành muôn đệ của thầy. Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của thầy. Lạy Chúa, qua những ngày tĩnh tâm, những giờ phút chúng con được ngồi lại lắng nghe tiếng Chúa và nhìn lại trong con người của mình, không chỉ là tĩnh tâm để nhìn sâu thẳm, nhưng chúng con còn phải được động tâm để đưa ra cái sự thật con người của chúng con, đưa ra những cái thiếu sót, những cái yếu đuối, những cái giả dối mà từ xưa đến nay chúng con đang ôm ấp, đang sống đấy. Hãy giúp cho chúng con bám lấy Chúa như cây nho được nuôi sống bởi gốc rễ. Mà chúng con là cành thì chúng con phải bám vào thân cây nho đó. Và Chúa còn yêu cầu chúng con phải sinh hoa kết quả bằng chính đời sống của chúng con. Thế thì chẳng có hoa quả nào đẹp hơn, đó là hoa quả của yêu thương. Xin giúp cho chúng con sống với tình thương thực sự
yêu mến Chúa, dù chỉ là nhỏ bé. Hãy sống thật với đời sống của mình, để chúng con nhận ra dấu chỉ yêu thương của Thiên Chúa trong cuộc đời của chúng con. Và cuối cùng, để cho chúng con dùng thật những đồ thật là đồ của trên trời, của vĩnh hằng mà Thiên Chúa chuẩn bị cho chúng con. Có như vậy, đời này chúng con được có Chúa, và đời sau chúng con cũng được hưởng tôn nhan Chúa. Bởi vì chỉ có tình yêu đáp trả bằng tình yêu được mà thôi. Amen. Mời cộng đoàn ngồi. Vâng, bây giờ chúng ta có những ít phút để chúng ta trao đổi, thắc mắc câu hỏi. Nếu mà hỏi thì chắc có lẽ con xin lên đây nói hỏi cho nó rõ, phải không ạ? Chứ đứng ở dưới mà hỏi thì có lẽ không nghe được. Hoặc là có người nghe được đầu này mà không nghe được bên kia. Cho nên thôi thì ai có câu hỏi cứ tự động đi lên trên đây nhé. Tự động lên trên đây. Con biết cộng đoàn chúng ta, giáo xứ chúng ta là toàn những người khiêm nhường thôi, không muốn hỏi. Cho nên là đây là những cái cơ hội cứ hỏi nha. Chúng ta chia sẻ với nhau, câu gì biết thì con trả lời, câu gì không biết để con về con hỏi Chúa. Dạ vâng, câu hỏi thứ nhất. À, cảm ơn anh. Nhìn nữa hả? À, bà sơ bà nói vậy giờ phải không ạ? Rồi đúng rồi, hiểu rồi. Dạ vâng, không phải là bà nhìn là bà nhìn cái cô kia tự nhiên cô có bầu. Không phải như phim tàu đóng phim mới đi ngang qua cái ngày hôm sau có bầu. Đấy. Nhưng mà chúng ta cái câu hỏi nghĩa là như vậy. Cháu á, người cháu, hai vợ chồng nó đi qua bên Louisiana gặp cái bà sơ người Mỹ đó. Và bà nhìn thì bà nói, tại vì trước khi tới đó là người ta phải viết thơ. Ha? Lấy cái hẹn rồi viết thơ nói cho bà biết là xin cái gì và cho biết lý do tại sao nha. Thì trong cái thơ đó bà đã cầu nguyện cả hàng tháng rồi, nó hẹn tới 6 tháng cơ mà. Thành thử ra bà cầu nguyện hàng tháng thì bà được một cái gift, bà sơ lại được một cái gift, tức là bà nói ra rất nhiều người, có những người tới bà nói là không thể có con, có bà nói được cái chuyện đó không thể. Nhưng mà Chúa cho bà một cái gift, đó là được Chúa đánh động và bà nói ra được. Hồi xưa chúng ta gọi là nói tiên tri đó, nhưng mà cái này là chúng ta ngày nay chúng ta gọi là một cái gift, là vì bà sơ là rất đặc biệt ở trong một cái dòng kín rất đặc biệt. Không biết đặc biệt cỡ nào, nhưng mà bà to lắm, bà chỉ ngồi xe lăn thôi, không đi được nữa rồi, nhưng mà vẫn cứ ngồi cầu nguyện rất thánh thiện tốt lành. Thì chính cái sự thánh thiện tốt lành đó là bà ta sống thật và được liên kết với Chúa thật. Cho nên Chúa cho thấy được, nhìn thấy được tâm hồn. Như là để hiểu hơn đó, là chúng ta có thể biết là cha Pio Năm Dấu. Cha Pio Năm Dấu có một người vào đi xưng tội. Thì khi anh ta xưng tội thì Ngài nói rằng cái tội kia sao con không xưng? Ủa? Tội của tôi sao cha biết? Bởi vì Ngài quá thánh thiện tốt lành trước mặt Chúa. Chúa cho Ngài một cái diệu cảm là nhìn xuyên qua được tâm hồn của con người. Thánh Pio Năm Dấu đó. Thành thử ra đó, bà sơ này đó không biết là thế nào, nhưng mà Chúa cho bà biết rằng là cái người này sẽ được có con và sẽ sinh con được. Và nói rõ luôn sẽ hai người con và một trai một gái. Bà không nói rằng ngày nào sinh ra, nhưng bà nói là sẽ có một trai một gái và sẽ không có hơn. Mà cháu của con thì nó bao nhiêu năm trời nó uống thuốc, nó bị bệnh, nó uống thuốc, nó không thể có con. Hay là có một cặp vợ chồng khi con còn là sinh viên, hai vợ chồng lấy nhau cả mười mấy năm trời không có con, và người vợ cũng phải bị hư buồng trứng. Bác sĩ lấy ra cho người chồng thấy và nói rằng rõ ràng đây nhé, và sẽ không thể có con được. Có thể là ung thư buồng trứng hay thế nào đó lấy ra. Rồi khi mà nghe nói Thánh Gerardo thì hai vợ chồng cũng đến cầu nguyện. Dân Cali thôi, không xa lạ gì đâu. Cầu nguyện xong đi về nhà đó thì sinh đứa con gái đầu tiên vào mùng 1 tháng 10 là Thánh Teresa Đồng Giêsu.
đặt tên cho Teresa. 1-2 năm sau, thêm một đứa nữa sinh vào tháng 10, đúng ngày của Thánh Giê-rô, đặt tên là Giê-rô. Mà chỉ có hai người con đó thôi. Hai em đó rất tốt lành, thánh thiện. Cứ mỗi lần lễ Thánh Giê-rô là nhiều người tới nói, hai con cầu nguyện cho ông, cầu nguyện cho bà với, cầu nguyện cho cô với. Thì nó lại chạy vào trong nhà nguyện, nó quỳ xuống với Thánh Giê-rô, nó nói xin Thánh Giê-rô chuyển bầu cùng Chúa, cầu nguyện cho bác này, cho ông kia, cho bà nọ. Thì có những người được Chúa ban cho, có những người được Chúa để cho thấy được tâm hồn của người khác. Chính vì lý do đó mà chúng ta thấy được là sự hiện diện của Thiên Chúa là thật, bao lâu chúng ta sống thật. Vì vậy, để trả lời của anh đó là tại sao biết? Bởi vì Chúa cho biết. Dạ vâng ạ. Còn dạ vâng, tôi mời ông hay mời cô, mời anh, mời chị. Ai hỏi thì cái việc lên đây ngồi trên đây trước. À thì ra đi ra chứ mời các bạn ạ. Dạ vâng, còn ai không ạ? Về chúng ta cứ việc hỏi, còn không hỏi thì trước khi lễ thì con sẽ hát một bài nữa để chúng ta kết thúc, phải không ạ? Con rất thích cái bài này. Là bởi vì cuối cùng rồi, trong cuộc đời của con người, chúng ta không có ngoài ai khác là một mình Chúa cả. Chúa xuống trần gian vì yêu con, Chúa cứu chuộc con bằng cái chết trên thập tự giá. Tội chết vì yêu, Chúa không chối từ. Chỉ vì con, Chúa xuống trần gian vì yêu con, Chúa gánh tội con. Chỉ vì con, Chúa đành mang án. Tội trên vì yêu, tội trên vì yêu. Một mình Chúa đã đủ cho con, một mình Ngài là đủ cho con. Vì tình Ngài đã chiếm hồn con, đã trên vì con, vì quá yêu con. Một mình Chúa đã đủ cho con, một mình Ngài là đủ cho con. Vì tình Ngài đã chiếm hồn con, đã chết vì con, vì quá yêu con. Phải vì yêu, Chúa xuống trần gian. Phải vì yêu, Chúa đã liều thân bằng cái chết trên thập tự giá. Tội trên vì yêu, chết treo khổ nhục. Là tình yêu, Chúa sống vì con. Là tình yêu, Chúa trên vì con. Tình yêu đó con nguyện ôm ấp. Là sống vì yêu, là sống vì yêu. Một mình Chúa đã đủ cho con, một mình Ngài là đủ cho con. Vì tình Ngài đã chiếm hồn con, đã chết vì con, vì quá yêu con. Một mình Chúa đã đủ cho con, một mình Ngài là đủ cho con. Vì tình Ngài đã chiếm hồn con, đã chết vì con, và Chúa yêu chúng ta như là chỉ có một mình ta với Chúa mà thôi. Vì vậy, Ngài cũng đã chết cho ta. Ta yêu vì yêu thương, Chúa xuống trần gian. Vì yêu con, Chúa cứu chuộc con bằng cái chết trên thập tự giá. Tội trên vì yêu, Chúa không chối từ.
Chúa xuống trần gian. Vì yêu con, Chúa gánh tội con. Chỉ vì con, Chúa đành mang án tội trên vì yêu, tội trên vì yêu. Một mình Chúa đã đủ cho con, một mình Ngài là đủ cho con. Vì tình Ngài đã chiếm hồn con, đã chết vì con, vì quá yêu con. Một mình Chúa đã đủ cho con, một mình Ngài là đủ cho con. Vì tình Ngài đã chiếm hồn con, đã chết vì con, vì quá yêu con. Vì tình Ngài đã chiếm hồn con, đã chết vì con, vì quá yêu con. Vì tình Ngài đã chiếm hồn con, đã trên vì con, vì quá yêu con. Rồi, cảm ơn các bà và anh chị em. Chúng ta còn ít phút để chúng ta ngủ cho nó đủ giấc. Còn giờ còn lại thì chúng ta có thể nghỉ ngơi, uống nước và giải lao chút xíu, rồi con em của chúng ta trong thánh lễ ngày hôm nay, trong bài giảng có một chút xíu hơi khác. Đó là chúng ta có cái, nó giống như một cái nghi thức, nó gọi là healing moment, là hòa giải với nhau. Không phải là tất cả mọi người chúng ta cũng có thể lên trên đây, nhưng con gợi ý trước, nếu con có thể mời một ai hay gia đình nào đó thì hãy cố gắng mạnh dạn bước lên ha, để chúng ta có một vài cái chia sẻ hay là một vài điều gì đó, rồi sau đó chúng ta nhìn đó để chúng ta về nhà chúng ta cùng làm với gia đình của chúng ta. Con biết là khó lắm, nhưng bởi vì chúng ta không có nhiều thời gian để chúng ta làm từng gia đình, nhưng ít nhất nếu mà trong đây chút xíu nữa con sẽ mời, thì chúng ta cố gắng lên để chúng ta cùng chia sẻ với cộng đoàn, với chúng ta. Để trong cái giây phút đó, gia đình này sẽ đại diện cho tất cả cộng đoàn giáo xứ chúng ta để có những giây phút hòa giải với nhau, giữa Chúa, giữa nhau và trong gia đình. Dạ vâng, một lần nữa xin được cảm ơn đến thứ nhất là tất cả cộng đoàn giáo xứ, cũng bà và anh chị em cùng đến đây tham dự ba ngày tĩnh tâm vừa qua. Rồi cảm ơn cậu mợ đón cũng như là chăm sóc cháu trong những ngày vừa qua. Cảm ơn anh chị chủ tịch trong những ngày vừa qua là cũng lo lắng gọi hỏi phone, hỏi thăm rồi chuẩn bị. Rồi cảm ơn sơ đã chuẩn bị tất cả mọi thứ, và tất cả chắc chắn rằng xin được cảm ơn từng người đến cùng bà và anh chị em đã bỏ thời gian đến đây để hòa giải với Chúa, để chúng ta cùng chia sẻ. Chúng ta gọi là tĩnh tâm đấy, nhưng mà con gọi là tổng tâm. Thì hy vọng rằng sau những buổi chia sẻ vừa qua, chúng ta về nhà chúng ta hãy động tâm để sửa đổi, để đổi tất cả những gì không thuộc về Chúa, và sống thật với Chúa, yêu thật với Chúa, và dùng cái đồ thật với Chúa nha. Để như vậy chúng ta sẽ cố gắng có được một cái niềm vui trọn vẹn đón mừng Chúa Giáng sinh sắp tới. Một lần nữa xin được cảm ơn quý bà và anh chị em.